Thiện đồ câu Nhật Bản xin chào anh em cần thủ gần xa nha. Hôm nay mình sẽ lên một lô cần những cây ISO khoen nhỏ nha anh em. Thì cây này gồm là phíp, có một cây carbon thôi. Thì giá đây chưa bao gồm phí ship cho anh em nha. Anh em hàng cách lạ thì mua hàng vui lòng cọc với mình 30.000. Khách quen thì không cần cọc nha anh em. Kiểm tra thanh toán hàng trước khi nhận. Thì toàn bộ những cây trên đây là không có cái đầu này chụp hết nha anh em. Em chú ý vui lòng là vậy, tại vì mấy cái đầu chụp trên đây nó mất hết rồi. Ok, mình sẽ lên cặp cây đầu tiên. Cây đầu tiên là cặp này. Cặp này là cặp của Suzumi nè. Đó, bát nè. Thông số của nó là cứng 1m2 nè, thấy không? Đó, Suzumi nha anh em. Bát Fuji nha. Đó, đọt của nó đây. Nó cứng 1 vậy thôi chứ mình nhưỡng từng tắt tầm 2 á. Rồi, anh em mua hàng cái này vui lòng chú ý nha. Thì cái này là thằng Nhật nó lên cái cần nó như vậy nha. Đọt này đọt lông phụng nè. Ở trên đây là sợi tinh đặc nha anh em. Còn ở dưới đây là phíp. Thì nó sẽ nối nhau bằng một cái rãnh ở trên giữa nè. Anh em thấy nó nhỏ với nó bự không? Đó. Thì ai không biết hàng thì thường nhìn kêu là mình làm hay là ai chế đó. Chứ về Việt Nam thì làm mấy cái này rất là mắc tiền nha anh em. Chứ không phải ai làm muốn làm cũng được nha. Tại vì mỗi cây nó sẽ nhét ở bên trong á, nên sẽ mất tiền lắm. Đây trên này đặt nè, ở dưới đây là phíp rỗng nè, đó. Cái này gọi là đọt rong long phụng nha. Thì anh em biết hàng thì anh em biết thôi. Chứ mà kêu làm lại là trả hàng lại mấy cái này thì mình, cái này không phải là lỗi của nó nha. Cây nào đa số nguyên một vàng này, cây nào nó cũng vậy hết á. Cần tay nó cũng vậy luôn. Rồi, thì anh em chú ý cái điều này nha. Nếu anh em không biết thì mua hàng kêu là mình làm mấy cái đọt rồi. Thì chú ý. Rồi, ok. Cặp này, cặp này đọc thông số nhanh cho anh em nha. Cặp này thì ngoại hình ở đây. Đó, nó có chóc keo này nọ. Rồi, cặp này là 60 gram, đọt 0,6 ly và thu gọn 70 xăng. Cặp này là 500 bao ship một cặp nha. Ok, cây số 2. Cây số 2 là cây này. Cũng Suzumi luôn, có chày xước nha anh em. Cứng 1,5 nè, của Suzumi khoen đây. Dàn khoen mini. Đây, độ cong của nó đây. Đó, cây này nó cũng nè, nó cũng ráp với nhau, nó cũng nối với nhau mà trên nhỏ dưới bự nè. Cắm với nhau vào đây. Đọt long phụng nè. Đó. Rồi, đọc thông số nhanh cho anh em cây này. Cây này 65 gram. Đọt 0,7 ly, nặng thu gọn 85 xăng. Cây này là 230k cộng ship nha anh em. Đó. Ok, cây số 3. Cây số 3 là cây này. Bát Fuji luôn. Olympic của hãng Olympic. Cây này là 2m1. Của nó là cứng 2, theo thông số của nó cứng là cứng 2. Đây là khoen nó nè. Em xem kỹ nha. Đó. Khoen chạy nó đây. Và nó cũng có một cái điểm nối giữa hai cái đọt đó nè. Một cái đó nó dựng á. Nó sẽ tháp chứ không phải dựng đâu, nó tháp với nhau vậy á. Nó mua hàng chú ý điều này. Rồi, ok. Đọc nhanh thôi cây này nha. 2m1 cứng 2 nha. Cây này thì 100g, đọt 0,8 ly, thu gọn 83 xăng. Cây này cũng 230k cộng ship luôn. Đó, đồng giá 230k cộng ship. Cây này lá Fuji. Cũng chóc sơn gì đó. Anh em về kiểm tra lại. Còn nói chung là cũng ok hết. Cứng 1m8 nè. Suzumi chàng khoen đây. Nó khoen chạy còn ba khoen đầy đủ nha anh em. Cứng 1m8 nhưng mà nó cũng hơi cứng. Mấy cái phíp này thấy nó hơi cứng, nó không có dịu đâu. Nó. Rồi, đọc thông số nhanh cho anh em. Cây này 95 xăng, đọt 0,8 ly và thu gọn là 70 xăng. 95 gram á lộn, 95 gram đọt 0,8, thu gọn 70 xăng. Cây này giá 230 cộng ship luôn. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, cây số 5. Cây số 5 là cây phíp đỏ. Cây này của Daiwa nha anh em. Cây này nó có mấy cái diễm dơ nè, mấy cái đốt dơ nè. Dơ ấy nằm bên trong á. Hay là một cái lóng này, nó nằm bên trong cái lóng này ấy, nên mình lau không được. Thì mình cứ để luôn. Không ai chơi được gì thì tự vệ sinh đó. Này cứng 0,6 nè, dài 2m4 nè. Daiwa phíp đỏ nha anh em. Khoen nè. Khoen anh em về chơi. Đây đọt của nó đây.
cây này thì mình nhìn sơ cái đọt thì mình không biết là nó có bị thay hay chưa thay nữa. Đó, anh em cứ coi hướng chừng nữa nè. Đó, đọt này sẽ đập chắc đọt dưới 1 ly được nè. Đó. Ok, những cái phen chạy nó cũng đều lắm. Một cái, hai cái, ba cái. Rồi. Đấy, cái của dàn phen nó đều nè. Đều như cái cần nè, cần uống dẻo nha anh em. 0.6 ly nha, 0.6 nha. Độ cứng là 0.6 á. Rồi. Ok. Rồi. Cây này giá cho anh em chơi nhanh gọn. Này là 0.7 ly, nặng 75g, thu gọn là 90 cm. Cây này giá cũng 230k cộng ship nha anh em. Bát Fuji nha. Đó, về anh em chơi gì chơi. Rồi, tiếp theo cây cây này. Cây số 6. 100g. Cây đọc nhanh nha, 100g. Chiều dài của nó là 2m32, 90 cm. Thu gọn 90 cm và đọt là 0.8 ly. Cây này bị hụt một chút nè. Bát Fuji nè. Rồi 2m4. Cứng này chắc cứng 3 nha anh em. Đó, 2m4 cứng 3 nha anh em. Lóng ở đây. Anh em xem nha. Đạt giả lô, muốn anh em xuống xem kỹ đạt giả lô thấy hình nha. Lóng trong ở đây. Đó. Cái này còn tương đối đẹp nha. Khoen đầy đủ nè. Cái này được thay cái que bu lại là bu xích nha anh em, bu đá xích nè. Đó, còn cái chiều dài của lóng thì chắc bị hụt một chút xíu. Đây, cái độ cong của cái lóng này. Cong của đọt này. Đó. Rồi. Cây này cũng 230k cộng ship luôn. Bán giá đồng đồng cho anh em luôn, 230k cộng ship hết. Mấy cái này đồng hết. Rồi. 7, cây số 7 nha anh em, cây số 7 là cây đai qua. Nha, ngoài hình của nó đây, đai qua phíp đỏ. Bát Fuji nha. Cứng 1-2m7 luôn nè. Đó anh em thấy không? Khoen ở đây, dàn khoen ở đây. Dàn khoen mini. Fuji hết. Này bị nhức, nó bị cong cái đầu nó lên nè. Bu này nó bị nhỉnh cái đầu nó lên. Đó, chơi cái này. Về cầu cái chắc cá hanh gì đó, cá nâu. Rồi, còn cái đọt nha. Thử cái đọt cho anh em thấy nè. Độ cong của cái đọt đây nha. Đầy đủ 3 phen chạy nha. Rồi ok. Cây này đọc thông số nhanh. Cây này là 100g. Đọt 0.5 ly. Thu gọn 95 cm nha anh em. 230k cộng ship luôn. Đai qua. Phíp cái này thì phíp tím hay phíp gì á. Không thấy không rõ được. Rồi. Ok. Số 8. Số 8 cây này. Bát Fuji luôn. 3m nè. Cứng 2 Olympic nè. Phíp nha, chắc là phíp nha. Cây này thì nó chích keo hay gì, nó xấu ngay cho mấy cái đốt này nè. Mấy cái điểm nối của cái cần đó nè. Còn lóng bên trong thì tương đối, còn tương đối đẹp nha. Đó, bên trong là tương đối đẹp nha nè. Chơi thì về là đây, nó cũng có lọc tháp nè. Nó mấy cái điểm nối bên trong thì nó hơi xấu nè. Làm gù 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 chả biết sao nó chích keo gì ù ù mấy gói nhỏ. Ok, test đồ cong cho anh em chứ. Mấy cái này test đồ cong nè, thấy không? Rồi đọc thông số nhanh cho anh em nha. Cái này bị rớt mất thông số rồi. Cây này 3m bị rớt mất thông số rồi. 3m. Đọt này đọt 0.8 nha anh em, 0.7 chứ. 3m đọt 0.7. Cây này cũng giá là 200. Cây này giá 200k thôi. Anh em thích ưng thì à, cái lô mình gửi thông số lại nha. Cây này thông số bị mất tiêu rồi. Rồi ok anh em. Chính là cây này. Cây này có thông số nè. Cây này bát nó làm lại bát rồi nè. Nó đi dây lại bát rồi nè. 3m6 nè, anh thấy không? Phíp nha, chắc là phíp nha. Khoen ở đây, dàn khoen Fuji của nó đây.
Đó, còn độ cong của nó đây, cong vòng thì anh em chơi. Mấy cái này thì nhìn cái đọt nó mình cũng không có đánh giá được là cái đọt nó đã thay hoặc là nó còn zin hay không nha anh em, nên anh em cứ ưng thì anh em về chơi thôi, chứ thì những cái đọt nó cũng giống như đọt cần tay vậy đó, nó cũng đa số nó cũng dịu nên cũng không đánh giá được là nó đã thay hay là nó còn zin nha. Ưng thì mình gửi clip cho anh em coi thôi, chứ đánh giá nó đã thay hay còn zin thì không biết được. Ok, rồi đặt thông số nhanh cái này nha. Cái này là 110 gram, thu gọn là không, thu gọn là 1 mét và đọt là 0.9 ly thôi. Bạn thấy cái này giá là 230k cộng ship luôn nha anh em, 3m6 nha. Nhớ nha, cái này là 3m6 nha, đọt nó khá là dẻo. Này chắc cứng tầm 1 hay 2 gì đó nè. Dẻo quẹo nè. Vậy lúc nó dẻo như cần tay vậy đó. Đó, ha, nó dẻo quá. Luôn. Thôi. Rồi cái số 10 nha anh em, cái số 10 là cái này. Là phiệt đỏ nè, cái này nó hơi bị chày chút. Cái bát thì nó mất cái này nên mình thay cái này vô cho anh em chơi cái bát nha. 4m2 nè, dàn khoen ở đây thì nó bị nứt một cái khoen ở đây nha. Đó thì kiểm tra sơ thấy nứt một cái khoen ở đó, còn lại thì bình thường nha, lóng là phiệt đỏ nè. Dàn khoen nó chơi đó. Rồi cái đọt ở đây nó một chút xíu à, nó coi như nó bị nứt cái khoen D3 đi, anh có khoen D3 thay hoặc là chế dựng phù phép sao cho nó dính chặt là chơi bình thường nha. Chứ mà thay cái khoen này phải gỡ đóng này ra mới thay được cái khoen này, thì cực quá cũng không có khoen để thay, để luôn. Rồi ok, cái này đọc thông số cho anh em nhanh nha. 300g, đọt 0.9 ly, thu gọn là 60 xăng. Rồi cây này để giá cho anh em là 250k cộng ship nha anh em, 4m nha, 4m2 nha. Hư một cái, nhớ nha, cái khoen này nó bị hư nha, ở đây bị nứt nè, còn mấy cái khoen kia thì mình nhìn thấy nó cũng không có nứt lắm. Rồi ok, cây cuối cùng là cây carbon. Cái đây qua carbon này, đây qua bát Fuji nè, cái này 5m1 cứng 2 nè, carbon nha. Này cái này dạng xích gôn nè, xích gôn nhưng mà nó bị nứt một cái khoen nè, khoen này nứt nè, thấy không, nó bị nứt một cái nè, thì đó xích gôn nhưng mà nó bị bạc màu hết rồi, nó còn có đá xích không à. Rồi cái lóng ở đây, lóng bên trong ở đây gừng nổi nhẹ nha, carbon á. Ok, rồi ok, còn cái đọt nó bị thay nha, cái này nó đọt nó bị thay hay sao á, mình thấy cái đọt nó không phải là đọt của nó, cái đọt này nó chế lại đọt đặc nè, không nhìn thì không phải là đọt của nó, coi như đọt thay đi đó, mình bán giá theo đọt thay đi. Còn khoen thì nguyên một dàn khoen xích gôn hết, hư một khoen đó, cho anh em về câu gì câu, giá cũng không mắc. Rồi đọc thông số cây này nhanh, cây này 250g, đọt 0.9 ly, thu gần 75 xăng. Cây này thì chịu dài đo được còn có 4m8 mà, tầm 4m8 mà. Rồi cây này giá cho anh em là 320k cộng ship nha anh em, carbon nha, nhớ cái này nha, cái carbon nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem nha, chúc anh em một ngày tốt lành.